Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Map. Mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng của khung tuần từ ngày 7 tháng 10 cho đến ngày 11 tháng 10 năm 2024. Giá vàng ở trong tuần vừa rồi thì đóng đóng có một cái cái nến màu đỏ ở đây. Ở mức mở cửa thì ở mức 2.654 và đóng cửa lên mức 2.661 thể hiện cho là một cái động lượng của phe mua cũng đã yếu hơn một chút rồi khi mà phe bán tham gia vào đây có những cái dấu hiệu um, cây nến đỏ ở đây mặc dù chỗ này nó vẫn đang nằm ở trên những cái con sóng của có sóng đẩy của khung tháng là chính là con sóng ba đó chúng ta nhìn thấy con sóng ba đẩy rất mạnh luôn đây là sóng một nếu nhiều bạn không nhìn ra thì đây nó đang nằm trên sóng ba nhé một sóng hai và sóng ba thì uh, chúng ta sẽ có cái con sóng ba này là uh, cái điểm tượng thì sau khi lấy về đến khung mà à, khung uh, tuần thì chúng ta nhìn thấy được um, bắt đầu nó có những cái con sóng của phe bán tham gia vào vậy thì giá vàng trong tuần sau sẽ như thế nào mình sẽ đi phân tích cho các bạn một cái khung dài hạn hơn để cho những bạn uh, không có nhiều thời gian giao dịch thì chúng ta sẽ có thể có cái nhìn nhận định và có những cái uh, phương án để giao dịch cho tuần tiếp theo um, mình sẽ điểm qua tin tức chính thứ chính thì ở hôm thứ hai chúng ta không có tin gì. Sang thứ ba chúng ta cũng không có tin gì về đồng đô la. Chúng ta chỉ có tin về đồng đô la Úc thôi. Về đến thứ tư chúng ta mới bắt đầu có những cái tin về dự trữ dầu thô. Dự trữ dầu thô thì kỳ uh, trước là 3,9 triệu và kỳ này thì chúng ta chưa có cái dữ liệu công bố ra. Sang đến thứ năm, 1 giờ sáng là chúng ta có biên bản cuộc họp của FOMC. Đây là biên bản cuộc họp của tháng 10 thì mình nghĩ là lãi suất thì vẫn giữ nguyên thôi. Ừm uhm đây là một những cái tín hiệu của Fed đưa ra về cái biên bản cuộc họp này thì có thể ảnh hưởng đến lãi suất trong tháng 11 ừ. về ngày mùng 10 tháng 10 nhé. Tháng đến thứ năm đây thì chúng ta còn những cái tin vào lúc 7 giờ 30 tối, CPI cốt nói, CPI cốt nói thì được dự báo là một tin xấu cho đồng đô, CPI tháng trên tháng thì cũng được dự báo là một tin xấu cho đồng đô và CPI theo năm thì cũng đều được dự báo là một tin xấu cho đồng đô ba cái tin này thì nó rất quan trọng các bạn nhé ngày hôm thứ năm có thể giá chạy rất là mạnh à, yêu cầu trợ cấp thất nghiệp yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thì cũng đều là một tin xấu cho đồng đô đồ hết khi một kỳ trước 225.000 và kỳ này lên 229.000 về thứ sáu chúng ta sẽ có những tin vào lúc 7:30 tin Bbi cốt lõi thì được dự báo cũng là một tin xấu cho đồng đô, tin BBI tháng trên tháng cũng được dự báo là một tin xấu cho đồng đô luôn. 9 giờ tối chúng ta có tâm lý người tiêu dùng sơ so bộ và uh, dự báo lạm phát của UOM. thì cái này nó là toàn bộ những tin tức cho tuần sau. Thứ năm và thứ sáu chúng ta có những tin rất mạnh về CPI và BBI. Nếu như theo các chuyên gia công bố ra thì Uh, những cái tin này nó đều là tin xấu cho đồng đô đồ và vàng có thể tăng tiếp trong tuần tiếp theo ngoài cái biên bản cuộc họp này ra nếu mà Fed điều hâu là um, rất dễ có thể là sẽ có những cái đợt cắt giảm lãi suất vào hai năm điểm vào tháng 11 thì có khi vàng nó sẽ lại tăng tiếp các bạn đấy là về cái uh, tin tức cho tuần sau còn về cặp biểu đồ của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy ở khung um, tuần đây có những cái uh, RSI nó đã nằm ở trên cái vùng quá mua rồi và toàn bộ cái vùng này nó đang nằm trên vùng 77. Về các chỉ báo như Ichimoku thì chúng ta nhìn thấy được là mây đằng trước nó vẫn là mây mỏng à, và màu xanh, nó chưa có dấu hiệu dày lên quá nhiều. Và chúng ta nhìn thấy được đường tên cao đường Kizun vẫn nằm trên mây. Đây nó vẫn là cái thể hiện cho cái xu thế tăng nó vẫn chưa kết thúc các bạn nhé. Ừ, cùng nắm là nếu là ai nó như này nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh xuống dưới này thôi thì à, chúng ta sẽ cùng chờ về đến cái khung nhỏ hơn thì chúng ta quan sát về đến khung nhỏ hơn như khung ngày đây thì chúng ta nhìn thấy được là với một cái lực tăng rất là mạnh chưa có dấu hiệu gì gọi là có cái lực hồi cả hoặc là có một cái lực của phe bán tham gia vào cả nên là chúng ta sẽ cùng chờ ở trong cái giai đoạn này đây nó chính là cái cây nến phát định này thì chỗ này nó bắt đầu là cái cái đấy phát định bắt đầu của một con sóng này chúng ta sẽ kẽ là được những cái đường kênh giá Đấy đây chính là cái đường kênh giá của khung này thì nếu như nó điều chỉnh về đường kênh giá này thì chỗ này chúng ta sẽ có những cái vùng ở vùng dưới này tận 2.557 cơ nên toàn bộ cái vùng này chúng ta thấy được kẹt được cái cần kênh giá và chúng ta có ba cây nến các bạn nhìn nhau ba cái cây nến này là ba cây nến rất là mạnh nếu như nó có bộ đến tròm sao này này rất dễ nó sẽ có cái nhịp bật tăng đó, nhưng mà chỗ này nó lại đang nằm ở cái đó ai nó lại đang đi xuống trong khi đó là nó đang có thể hiện ở cái phương án tích lũy ở đây khi mà Bollinger band nó bắt đầu bó hẹp lại rồi thì mình nghĩ là với một cái tín hiệu như này rất dễ là sẽ có những cái cú mà Uh, đi ngang tiếp theo trong tuần tiếp theo nó sẽ đi ngang trong hai ba ngày đầu tuần để đến cái phiên thứ thứ tư thứ năm bắt đầu nó sẽ chạy các bạn nhé thì uh, chúng ta sẽ um, cùng kỳ vọng là sẽ có một cái nhịp mà nó điều chỉnh lại để chúng ta uh, mua lên trong tuần tiếp theo mình nghĩ phiên thứ hai và phiên thứ ba hai phiên nữa nó vẫn là một cái cây nến tranh chấp ở trong cái giai đoạn này thôi Ừ, sang đến cái thứ tư thì chúng ta sẽ có những tin một số tin tức nhẹ thôi và về đến thứ năm thì chúng ta sẽ có những tin mạnh nên là chúng ta nhìn thấy được à Ben của khung ngày đang thể hiện tích lũy đó cái đường mây Ichimoku thì nó cũng đang dày lên và đi ngang thì rất dễ nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh về cạnh mây đây ở vùng 2600 đây và sâu hơn thì chúng ta chưa tính nhưng mà ít nhất nó phải về được đến vùng 2600 nếu như nó điều chỉnh còn nếu nó tăng tiếp thì chúng ta chưa tính được. Ở trên cái khung 4 giờ. Trên khung 4 giờ thì chúng ta thấy được là mây đằng trước bắt đầu nó chuyển thành mây màu đỏ. Và tín hiệu nó đang đi vào trong mây. Thì nó đang là tín hiệu nhiễu các bạn nhé. Kể cả như Ben này này. Nó đang đi trong biên độ đi ngang. <laughs> chưa xác định được rõ xu hướng. Cho nên đây nó tín hiệu nhiễu. Về trên cái khung 4 giờ thì toàn bộ cái vùng đi ngang này. Nó đều nằm trên một cái... Uh, mình sẽ kẽ thêm một cái đường chen của khung 4 giờ. À, xu hướng của khung ngày thì tăng. Xu hướng của khung 4 giờ cũng vẫn là tăng. Nhưng mà ngày hôm qua các bạn nhìn thấy không? Ừ. Ngày hôm qua nó đã có một cái cú cháp xuống phá khỏi cái đường xu hướng tăng này này. À, các bạn nhìn thấy chưa? Uhm, thì mình nghĩ là sang tuần tiếp theo nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh các bạn nhé. Sang tuần tiếp theo mình nghĩ là nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh xuống dưới đây mình chỉ đợi nó phá qua khỏi cái cái cạnh dưới này thôi. Một khi nó phá qua khỏi cạnh dưới này thì nó sẽ về được ít nhất là 2.600 sâu hơn thì nó sẽ về đến tận vùng dưới này cơ. Sâu hơn thì nó về đến vùng 2.655, à 2.555. đó đây là vùng sâu hơn này. thì chúng ta sẽ cùng chờ những cái nhịp này về đến cái khung 1 giờ. về khung 1 giờ thì chúng ta quan sát thế nến ngày hôm qua giao dịch non farm đây hôm qua các bạn giao dịch non farm thì mình cũng cho các bạn chốt ở vùng bốn bốn năm sáu rồi sau khi đấy nó bật lên cũng khá là mạnh các bạn nó bật lên quét hết toàn bộ cái thanh khoản ở trên này và nó mới sập xuống về cái non farm ngày hôm qua và cái thời gian gần đây thì các bạn nhìn thấy không nó vẫn đi trong biên độ hình cái hộp này đây mình kẻ cái hộp cho các bạn dễ nhìn nhé đấy nó cứ đi trong biên độ hình cái hộp này nó quét lên này, nó quét xuống này, xong quét lên này, lại quét xuống này, xong lại quét lên. Xong giờ nó quét xuống và nó tạo thành những cái mô hình nến ở đây. Thì à, chúng ta nhìn thấy được à hai đường MA thì đang có dấu hiệu cắt nhau đi xuống nhưng nó được đỡ giá bởi đường MA 200, đường MA 200 này thì cũng một đường rất mạnh các bạn. Nếu về đến khung 1 giờ này thì và cái bên này thì mình nghĩ sang tuần sau ấy, cấu trúc của tuần sau nó sẽ như này. Ở phiên thứ hai và thứ ba nó sẽ có những cái nhịp mà đây hiện tại giá đang đi ở đây đúng không mình nghĩ phiên thứ hai và thứ ba nó sẽ có nhịp quét lên đây xong là nó giảm xuống đây đó nó sẽ giảm một nhịp xuống đây và nó test lên trên vùng này xong giảm tiếp thì sau khi đấy là nó mới đi lên được các bạn nhé thì phiên thứ năm thứ sáu nó có tin mạnh thì có khi nó đi lên được cấu trúc vàng của tuần sau mình nghĩ nó sẽ có nhịp như này đó. điều chỉnh lên trên cái nó sẽ đi ngang trong thứ hai này hoặc là nó cháp hẳn xuống dây thứ hai xong nó đi ngược lên quét cái phần trên này xong nó mới xuống được thì à, toàn bộ vùng thứ hai mình nghĩ là à, các bạn tuần sang tuần sau các bạn sẽ canh sell một nhịp về được đến vùng 260 còn nếu như sang tuần sau mà nó mở cửa ở trên cái giai đoạn này và nó đẩy tiếp lên qua khỏi đường MA và nó được tôn trọng bởi cái kênh giá này nó không có nó không có phá khỏi kênh giá này mà nó sẽ đi thẳng lên luôn. Các bạn phải lưu ý cái kênh giá mình kẽ nhé Nếu như tuần sau mở cửa khung thứ hai ra mà nó có một cái đường tích lũy đi đi lại đường em ấy 200 này này, thì các bạn sẽ canh sell nhé Còn nếu như mà nếu nó không có đường đi lại đường dưới này mà nó bật thẳng lên trên đây này, ví dụ như phiên thứ hai nó không đi nhảy nữa mà nó bật thẳng lên trên đây, sau khi đó nó quay trở lại đây và nó phá qua khỏi này này thì mình sẽ canh buy lên nhé, à, cái biên canh buy còn đến trên này thì nó sẽ lên đến vùng 2722. còn à, về cái canh sell cho tuần tiếp theo, mình thiên hướng về thiên hướng canh sell nhiều hơn nên là chúng ta sẽ canh những cái nhịp mà tuần sau nó sẽ phá được cái vùng dưới này. đấy. còn nếu như có các bạn mà có chắc ăn nhất ý, thì các bạn sẽ đợi nó phá qua một trong hai cạnh của tần, cái mô hình chữ nhật này. các bạn đừng sợ khi nó phá giá cao, nó phá về chiều nào chúng ta sẽ mua về chiều đấy. Đấy, các bạn hình dung là còn về trong cái biên độ đi ngang hình chữ nhật này thì mình sẽ đợi canh sell của tuần tiếp theo ở trên những vùng này mình sẽ đợi canh sell ở vùng 2.661. đây mình sẽ đợi canh sell ở đây hoặc là mình sẽ đợi canh sell khi nó phá qua cạnh phá qua cái cạnh chữ nhật này nhưng mà theo như mình thì kịch bản của tuần tiếp theo nó sẽ đi như này. Đây nó đang dừng ở đây đúng không? Sang tuần nó sẽ mở cửa. Nó quét xuống đây một nhịp. Xong khi đó nó lên trên đây. Đó, lên trên đây. Xong khi đó nó sập thẳng xuống đây luôn. Đó. Thì uh, nên là kịch bản tuần tiếp theo mình sẽ canh sell ở vùng 2661. S nào chúng ta sẽ đặt ở vùng 2.600 671 nhé các bạn nhé 72 2672 và TB thì chúng ta sẽ TB về ít nhất là vùng 2616 là được tỷ lệ 14 các bạn ạ và TB2 thì mình sẽ TB về vùng 2600 là, là tỷ lệ 15.6 còn về đến vùng 2600 thì các bạn hoàn toàn có thể là canh mua lên một nhịp ở dưới này nếu, nếu nó có phản ứng thì chúng ta sẽ canh mua lên và S nào chúng ta sẽ đặt ở vùng 2 590. Đó, TB thì chúng ta TB thì tỷ lệ 13 nhé các bạn nhé 13 thì chúng ta TB ở vùng 2622 đấy là về kèo canh mua còn nếu như về 62.600 mà không phản ứng thì có thể nó về tận 2.653 à 2, 553 đấy là về cái thiên hướng cho tuần tiếp theo mình nghĩ vàng nó sẽ cần một nhịp điều chỉnh trước khi mà nó tăng tiếp các bạn kể cả như đóng cửa ba cái nến rút dâu này còn nếu như về kịch bản của mình mà sai mà khi nó phá lên được qua cái vùng 71 này này thì hoàn toàn chúng ta sẽ có thể canh canh mua lên khi mà nó phá qua 71 thì ít nhất nó sẽ về được 2718 2722 các bạn nhé đấy là về cái kịch bản cho tuần tiếp theo còn mình thì mình thiên hướng về cái kịch bản này hơn các bạn có thể nốt ta để giao dịch chúc các bạn một tuần mới thật là Uh, nhiều niềm vui và cuối tuần này thật là đầm ấm bên gia đình xin chào tạm biệt các bạn mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình